Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện tất cả các vật liệu còn lại. Các bạn nhấn M lên, chúng ta sẽ tạo một cái view mới. Tôi sẽ làm gương. Bạn chuột phải rồi rename gương. Rất đơn giản thôi các bạn, nhấn nút vào. Cho một màu để nhận diện nó. Và kéo thông số này cao lên. Ok. Hiển thị nó lên. Thu nhỏ lại. Tiếp tục kéo vật liệu tiếp theo. Kéo map, bitmap. Và chọn vật liệu đây. Chúng ta kéo vào đây. Cho lớn lên, thu nhỏ lại. Hiển thị. Bây giờ tôi chọn đối tượng này. Các bạn chọn về all. Group open đây. Tôi gắn vào. Chọn gương gắn vào. Bây giờ chúng ta ốp tranh. Tôi chọn hai đối tượng này. Tiếp copy đây. Một bức tranh. Hai. Ba. Sau đó tôi chọn vật liệu lần lượt hiển thị đối tượng lên. Các bạn nhấp nút vào từng bitmap này. Lợi dụng đường dẫn. Mở cái bức tranh lên. Một. Hai. Nhấp nút vào. Không check vào. Chọn bức tranh thứ ba. Ok. Bây giờ tôi chọn những bức tranh này, nhấn P, Z thì bàn phím. Các bạn vào group, open, chọn lớp kính, qua đây, gắn vô, hai section, chọn đối tượng này, chúng ta sẽ gắn tranh vào. Một. Hai và ba, hoàn toàn hợp lý phải các bạn. Khung này nếu như bị mất vật liệu, các bạn chọn hết và chuyển qua tab thứ nhất, chọn và gắn luôn. Bây giờ tắt bảng vật liệu đi, các bạn chuột phải vào ẩn hai ô, nhấn C lên bàn phím. Chúng ta test lại cảnh này, các bạn nhấn Shift Q. Thấy cảnh tương đối rồi. Đèn chúng ta đang thiếu sáng và những ô cửa này thì quá trắng. Chúng ta dần sẽ phải cân lại ánh sáng những vùng này. Đã hoàn thành rồi. Bây giờ tôi tiến hành đặt một cái đèn ở đây làm điểm nhấn cho sinh động hơn. Tôi tạm thời tắt đi. Các bạn về tab đặt đèn, đèn ray light và chọn dạng sphere. Ở đây thông số tôi cho 300, màu cam. Các bạn nhấn top Z, F3 lên, kéo ra. Về mặt F. Kéo lên. Tôi có thể cho lớn lên. Các bạn chú ý nên ẩn đèn đi. Kích hoạt tắt bật ra. Tôi nhấn C, test lại. Cũng tương đối sinh động hơn rồi. Có thể đèn này mình cho cường độ cao hơn chút nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng đèn này cường độ mạnh hơn. Tôi cho 600. Khoanh vùng và render lại. Sau khi kết xuất xong vùng này, chúng ta thấy cường độ vẫn còn hơi yếu. Tôi tiếp tục tăng lên 1000. Và render tiếp. Tôi thấy ở mức độ này thì tương đối được rồi. Tắt sự hiển thị cửa sổ ở đây đi. Các bạn có thể test lại lần nữa. Ở video sau, chúng ta sẽ hướng dẫn cân bằng sáng làm sao những thanh cửa sổ này thật rõ ràng và ốp phần ngoại cảnh vào.